Chị đi lên. Mười lăm tháng 12, 2021 nhiêu tuổi đó bạn nghe coi. Hả? Không biết ăn chuối. Không còn biết. Khô chuối bà ngoại gửi lên cái ăn mà đưa vô ăn cắn rồi đâu cắn miếng thử miếng khô chuối cho bà coi cắn được không? Ngon lắm bà ngoại ơi. Không. À, thấy không? Chút xì á. Thì khen khô chuối bà ngoại là coi là con thơ ăn nè. Sát xì bà. Con này là trà gốc gì ăn chứ ba. Rồi ăn thử cho bà con em thôi. Vâng. Nói về mà khô chuối á là ba là bao nhiêu quốc cũng hết á. Thịt thì sao? Ta để đâu hỏi nằm ăn. Không thấy. Gì vậy? Gì vậy không? Thử. Ngon không? Rồi mất chuối. Đâu nói rồi. Mất chuối nữa nè, khoa ăn đi. Nói khô chuối bà ngoại là sao? Khô chuối nhiều vậy? Ngon cho ăn có chút chéo vậy hả? Hả? Là ba món gì mới? Mốt bà ngoại giận luôn, không tiếp Jennifer luôn. Mốt bà ngoại Jennifer về nhà ngoại, bà ngoại không cho ăn cái gì hết, cho bỏ đói luôn. Không cho. Nha. Nha. Suy đem món gì mới ra? Gì? Mứt chuối ăn cũng ngon nữa. Hôm bữa một cái sửng mứt cưa chuối này ai quất hết, anh quất hết nửa sửng. Ở đây đâu, ở đây đâu còn nữa vậy? Khác. Hả? Ra bịch khác. Có ăn cái gì vậy ba? Có à, nãy ba cho ăn thịt rồi, no rồi. Không bực mặt. Cho mày ăn lại lên con.